Em Tiến kính chào toàn thể quý vị các bác cô anh em. Trước mắt quý vị các bác cô anh em Tiến vừa mới vào được một đôi loa Calip đến từ Mỹ. Đây là một đôi loa vô cùng hiếm, hàng vô cùng hiếm, nhấn mạnh một câu với quý vị các bác các anh em chúng ta như vậy. Thì em đã check đôi loa này lên kênh. Thì đôi loa này em Tiến là người bán thứ hai thôi chứ không có chưa có thấy có ai bán đôi thứ ba các bác nhá. Em Tiến là người bán đôi thứ hai. Trông cái cấu hình của nó hao hao giống nhau, nhưng các bác phải để ý kỹ, đây là đời bát 20 các bác nha, và cái số model của nó cũng khác. Xin trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý vị các bác các anh em chúng ta. Trước mắt quý vị các bác các anh em chúng ta, em về được một đôi loa Calip đến từ Mỹ. Đó là dòng loa cây miền Bắc, các bác gọi là loa cây miền Nam, các bác gọi là loa cột. Đôi loa này về cấu hình rất nặng, có một cái dáng cây rất cao, sâu và đặc biệt đôi loa cực kỳ nặng. Bê đôi loa này lằng nhằng khéo sún lưng các bác nha. Thưa quý vị, các bác các anh nhà chúng ta, tên của loa đó là đôi loa Calip, model là Akon KF28. Em xin đọc lại. Đôi loa Calip model là Akon KF28, loa Calip Akon KF28. Đôi loa này có cái chiều cao là 1,08 m phân các bác nha, 1,08 m phân, tức là 2 phân nữa nó đầy, là nó gọi là 1,01 m đấy. Chiều rộng là 24,5 các bác nha, chiều rộng của loa là 24,5. Chiều sâu của loa là lên tới 42 các bác nha, chiều sâu của một thân của chiều sâu của loa là lên tới 42. Đôi loa có trở kháng 8 ohm, công suất 150W trên một thân thùng loa. Giá em Tiến bán là 8 triệu 6. Về cấu hình của đôi loa này đang phơi bày ra trước mắt quý vị các bác của anh em chúng ta. Về cấu hình sử dụng, đôi loa này sử dụng hai trên thân hình một thân loa, đó là hai loa bát có đường kính là 20, chất liệu màng carbon dẻo, gân cao su zin nguyên bản. Ở phía trên là một loa tép kèn, ở dưới là một cái lỗ thông hơi, sao to thế không biết, cái lỗ thông hơi rất to. Và đặc biệt đôi loa này được trang bị và phân bố cục đó là ma trận ở trong lòng thùng các bác nha, ma trận ở trong lòng thùng. Chúng ta hãy hình dung ma trận là gì và những đôi loa không bày bố ma trận nó như thế nào. Thì những đôi loa không bày bố ma trận ở trong lòng thùng thì thùng của nó rất thẳng, rất vuông, không có cái gì hết. Còn những đôi loa được bày bố ma trận ở trong lòng thùng, thể tích thùng và đưa ra cái âm như thế nào. Thì thưa quý vị các bác các anh em chúng ta, những đôi loa mà được bày bố ma trận ở trong lòng thùng là các giáo sư khi thiết kế ra một đôi loa, người ta bày bố cái ma trận đó để cho ra một cái âm bát vô cực các bác nhá, một cái âm bát vô cực. Có nghĩa là ở trong cái lòng thùng của nó, chúng ta tháo cái bát ra, chúng ta thấy là cái bên trong người ta luồn rất nhiều các cái khe kẽ và rất nhiều ngóc ngách của những cái gỗ. Và đồng thời nhiều những đôi loa được trang bị ngóc ngách đó cũng có thể là nhựa. Đấy. Và những đôi loa như này thì bày bố mặt trận của nó bên trong nó là gỗ các bác nha. Thì thưa quý vị các bác các anh em chúng ta, điều này cho chúng ta thấy là các kỹ sư khi sản xuất ra đôi loa này, người ta cho ra một cái âm bát vô cực ở trên đôi loa này. Đó là chúng ta thoạt nhìn vào đôi loa, chúng ta thấy một đôi loa rất bé, đúng không? Một đôi loa rất bé, rất nhỏ. Sử dụng cấu hình một thân thùng loa có hai cái bát 20 thôi và một cái loa tép kèn. Và một tại sao lại có một cái lỗ thông hơi to phạc như thế kia? Thưa quý vị, các bác các anh em chúng ta, đó là bày bố ma trận trong lòng thùng và cái âm bát người ta sẽ đưa ra cái lỗ thông hơi đó khiến cho người nghe cảm nhận trước đôi loa đó là một đôi loa to chứ không phải là một đôi loa bé nữa các bác nha. Tí nữa em mở nhạc các bác sẽ thấy được cái âm hình bát của nó đánh ra như thế nào, cực kỳ sâu lực các bác nha, khiến cho người nghe cảm giác khi mà ngồi trước đôi loa này, người ta sẽ hình dung ra là đang nghe một đôi loa bát 40 chứ không phải là loa bát 20 các bác. Đây là em không nói ngoa nha, tí các bác sẽ được nghe chất âm của đôi loa này. Và cái giá bán nha,
Thì thưa quý vị các bác anh em ta, hôm nay hiện tại em Tiến đang bán đôi loa model Calip, đôi loa Calip model là Icon KF28 này. Em Tiến bán với giá 8,6 triệu. Thế thì em check lên kênh, có một người đang bán với giá là trên 13 triệu. Trên 13 triệu. Em Tiến bán với giá 8,6 triệu. Các bác thấy sao? Rẻ được mấy triệu đồng luôn anh em nhé. Hàng bao zin đét đèn đẹp cho quý vị các bác của anh em. Nếu không zin đẹp đèn tiền một gấp đôi. Bao zin đét đèn đẹp. Trên thân thùng e căng zin và thân thùng không bị bể lỏ, không bị cấn cạnh hay là gãy góc bất cứ một chỗ nào anh em nhé. Rất thùng của nó vuông vuông hộp sát cạnh rất là đẹp luôn. Đôi loa này quý vị các bác anh em ta trưng dụng nó thì quý vị các bác anh em ta nghe ở trong những căn phòng rộng rất ok. Và đặc biệt nó nghe đa thể loại nhạc, có tiếng bass rất sâu, mềm và đi xa cực kỳ là lực luôn, riêng nói về cái bass. Còn một cái model, các bác hãy tra kỹ model là loa Calip Icon KF28 nha. Có hai người bán rồi, em là người thứ hai. Còn một người bán đang bán trên với giá, em thấy đăng lên kênh là bán với giá trên 13 triệu anh em nhé. Đây là một dòng loa cực kỳ hiếm, các bác lên sở hữu. Đây là một cơ hội vàng cho quý vị các bác của anh em. Dòng loa này quý vị các bác anh em ta nghe đa thể loại nhạc hát karaoke ở trên đôi loa này rất hay. Khi hát karaoke thì quý vị các bác anh em chúng ta lên lắp thêm một đôi loa lời nữa. Ví dụ như anh em có điều kiện anh em lắp thêm một đôi loa Bose Bass 20 hoặc là những đôi loa Beeler Bass 20. Và hôm nay cửa hàng em về một đôi loa Beeler Bass 20 để làm loa trọ lời. Giờ đến tối em sẽ lên video clip, giá rất ngon và chất âm cực kỳ hay các bác nha. Bây giờ thì mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy cùng đến tham quan đôi loa cũng như là bộ cấu hình mà em đã phối ghép sẵn, đó là chiếc ni Sansui AU Alpha 607LX cha mặt gương có hai má gỗ ở hai bên, chiếc ni cuối cùng có giá 7,5 triệu. Phía giữa chúng ta đang nhìn thấy khi nắp cái hộp gỗ vào nó rất là đẹp, đúng không ạ? Nắp gỗ rất là đẹp. Đó là ni Beeler SA 7825 mã, nguồn vàng. Chiếc ni này khi có hộp gỗ vào nó rơi vào tầm khoảng cơ xít 10 triệu. Và phía trên cùng nguồn phát giải mã, nguồn phát kim giải mã, đó là chiếc đầu Solidat model 57ES mặt vàng chanh hai má gỗ hai bên. Thưa quý vị các bác anh em chúng ta nói về dòng Solidat 57ES và 59ES thì con 59 đắt hay là con 57 đắt? Thì thưa quý vị các bác anh em chúng ta, con đời 57 đắt tiền hơn là con 59 các bác nhá. 57 đắt tiền hơn là con 59. Vừa rồi thì em cũng bán một con đắt Solidat 59ES nhưng mà hôm nay em về con 57ES. Thì tại sao lại nói là đời 57 lại đắt hơn đời 59 và đời 59 thì lại cao tiền, cao đời hơn? Thì thưa quý vị các bác anh em chúng ta, ở trên thân hình một con Solidat 57ES này nó được trang bị là mặt vàng chanh. Còn trên chiếc âm đi đầu là trên chiếc đầu 59 thì nó là mặt phay nhôm sáng, mặt phay nhôm trắng các bác nhá. Con này mặt vàng chanh. Và bản kỷ niệm, đây là bản kỷ niệm Solidat 57ES, đây là bản kỷ niệm của hãng các bác nhá, là bản kỷ niệm của hãng. Cho nên là nhà sản xuất đã trau dồi và trau chuốt những cái con tụ IC rất là hay được làm trang bị ở trong con đầu 57 này. Đấy, các bác nhá. Trước này giá của nó cực kỳ cao nhưng đến bây giờ thời điểm này giá nó cực kỳ là mềm. Và trong khi hôm nay em duy nhất về được một con 57ES thì nó có kèm cả băng đát đây cho anh em để trải nghiệm. Và con băng đát này, cái chức năng băng đát này nó hoạt động thu phát, tức là ghi nhạc và phát nhạc hoàn rất là hoàn hảo anh em nhé. Và trong phương án này thì em không có test cái chiếc băng này. Và khi các bác mua đầu em tặng các bác một sợi dây quang dài 2 mét đến từ Nhật Bản anh em nhé, đến từ Nhật. Rồi đây là một con đầu mà em Tiến đã ship đấu giá từ ở bên siêu thị Nhật về, nó đẹp thiếu xốp anh em nhé, đẹp thiếu xốp anh em ạ. Đó, hàng đấu giá bên siêu thị Nhật về thì nó đẹp lắm, đẹp siêu đẹp luôn. Đấy, thì đối với con đầu này em Tiến bán với giá là em Tiến bán với giá là 5,5 triệu đồng. Với một cái mức giá này, giá quá yêu đối với con đầu nó đẹp hết nấc như này các bác nhá, đẹp hết nấc như này. Các bác phải nên nhớ là khi mà nó đẹp tuyệt mỹ, nó đẹp hoàn mỹ thì giá của nó chênh nhau một vài trăm nghìn là chuyện rất bình thường anh em nhá. Rồi, quá đẹp. Một con đầu hoàn hảo, hoàn mỹ, bán giá 5,5 triệu.
Dòng này thì nó chuyên nghiệp để giải mã high end các bác nha. Trong những căn phòng high end thì nó có con đầu này để trang bị vào đó, nên nó gọi là dòng kỷ niệm, bản kỷ niệm, và nó là dòng nguồn phát giải mã high end. Tiếng của nó cực kỳ hay, ngọt, sâu, sắc và bao zin tuyệt đối cho anh em nhá. Cái con đầu này 5.500.000 anh em nhá. Đấy, giải mã 24 bit chuẩn chỉ luôn. Và bây giờ thì mời quý vị các bác các anh em chúng ta hãy cùng đến tham quan đôi loa. Đây là cái màng bát của nó này, đẹp cứng cựa luôn anh em ạ. Đẹp lắm luôn anh nhá. Đẹp kinh điển luôn, đây là loa tép kèn. Còn trên thân hình của đôi loa được trang bị thùng gỗ lạng màu đen, rất đẹp, đen tuyền luôn anh em nhá. Tuyệt vời đẹp. Không thể đẹp hơn được nữa anh em ạ. Không sắt sẹo gì, nó quá đẹp. Phía dưới thì có chức năng đánh cầu BY. Thì chức năng này anh em có thể khai thác ở trên những chiếc âm đi đà lông 1500 giờ, 1500 2000. Đấy, những chiếc âm đi đó này nó có giải mã kết nối cầu BY. Đây là các thông số của chiếc của thông số của cái đôi loa. Thì em đã đọc ngay đầu clip cho anh em rồi anh em nhé. Rồi ok, một đôi loa tuyệt đẹp. Một bên vừa rồi thì em mở e căng ra, còn bên này thì em đậy nguyên cái e căng lại các bác nhá. Đậy nguyên e căng lại. Khi mà đậy e căng lại, cái lỗ thông hơi này cũng được che đậy vào, cho nên là nó rất an toàn cho cái việc là không bị chuột bọ chui vào này, rồi dán giếc, rồi là vân vân, những con côn trùng chui vào để làm hư hại cho loa là không có cái chuyện đó. Cái e căng của nó thì nó là e căng nhựa các bác nhá. Toàn thân là e căng nhựa. Đấy. Vải nành nặn, nành nặn. Cái căng nhựa này anh em này. Đó, rất là dẻo, mềm. Rồi, một đôi loa tuyệt vời đẹp luôn anh em này. Quá đẹp, quá xuất sắc. Và đây là một cơ hội vàng cho quý vị, các bác, các anh em chúng ta. Ai là những người nhanh tay nhất sẽ sở hữu đôi loa Calip Icon model KF28 này anh em nhé. Rồi, không đan man nó nhiều nữa. Bây giờ thì đến phần test nhạc cho quý vị, các bác cùng anh em. Nguồn phát là chiếc đầu Solidap 57AS. Và âm đi là Sansui AU Alpha 607 lời cha 7.500.000 và 5.500.000. Đôi loa có giá 8.600.000 anh em nhé. Mời anh em cùng lắng nghe. Các bạn nghe thấy thế nào? Tiếng của nó vũ bão chưa? Quá kinh khủng luôn anh em nhé. Bé thôi nhưng mà phải nói là chất âm đáng là chiều bàn sao cho hùng đêm đen biển rơi theo cánh quân anh đông ven lưng chừng nghe muôn côn trong đêm trường sầu thương thế nhân hồn dung tiềm quay trong vùng thương nhớ len len đưa anh qua bên mộng ngày xưa chuyện ngày xưa kia đều ra hai phe đắng dài cây số
lưng trời soi kia đêm tối. Anh ngỡ như ngày cưới hoa đang ngập trời. Xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù sao